Mới đây, truyền thông Israel đưa tin một tàu thương mại thuộc sở hữu của công ty vận tải biển nước này bị tấn công bằng tên lửa ở ngoài khơi vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một quan chức Israel giấu tên lên tiếng cáo buộc Iran là bên đứng sau vụ tấn công này. Tàu bị tấn công mang tên Hyperion Ray, chỉ bị hư hại nhẹ, hiện không có ghi nhận về thương vong và con tàu vẫn tiếp tục hành trình đã được đặt ra. Sự việc này xảy ra khi Iran và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp tại thủ đô viên của Áo về cách phục hồi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và sau một ngày Tehran cáo buộc Iran phá hoại một cơ sở làm dầu uranium của Iran. Vào tháng trước, một tàu container của Iran đã bị hư hại trong một cuộc tấn công ở Địa Trung Hải hai tuần sau khi một con tàu chở dầu của Iran bị nổ ở vịnh Oman. Những vụ việc được cho là các đòn đáp trả lẫn nhau từ phía Iran và Israel đã khiến mối quan hệ hai nước này càng căng thẳng nghiêm trọng.